Hôm qua nhà Đức gặp mấy gia đình khi ở xa nghe nhà Đức chia sẻ Phật pháp, họ nói rõ ràng 100% thầy ơi. Gia đình của con có 6 người. Gia đình toàn bộ làm nghề sát sanh ban đầu nghe, nó thịnh vượng vô cùng. Nó phát lên nhanh còn hơn cái gì nữa. Vậy mà không được bao lâu thầy ơi, gia đình của con tổng cộng chết hết 3 người. Và 2 người bị thần kinh. Gọi là gia đình tan nát. Nó khiến cho gia đình kỳ cục lắm, cái nghề sát sanh này quý vị. Nên cái việc mà nghe đạo mà phát tâm ăn chay trường, rồi biết phóng sanh, rồi biết niệm Phật, cái việc này nó cực kỳ quan trọng cho cuộc đời của người của mình. Chính những đức rõ ràng là nghe Phật pháp mà phát tâm ăn chay trường mà biết niệm Phật này, mười mấy năm nay rõ ràng là mình mới thay đổi được cái nghiệp duyên của mình. Những đức mà không gặp Phật pháp mà không biết ăn chay niệm Phật là chắc chắn những đức chết yểu chắc chắn luôn. Vì sao? Vì cái nghề những đức là cái nghề sát sanh. Sát sanh từ nhỏ đến lớn luôn, và làm nghề thợ nấu sát sanh quá trời luôn. Cái quán ăn một ngày 2000 người ăn, quý vị nghĩ sát sanh cỡ nào chưa? Thì nếu như mà cái đà sát sanh như vậy cả đời là chắc chắn là mình chết yểu, 100% chết yểu. Mà sống đi chăng nữa cũng eo ọt khó nuôi, nó bệnh hoạn. Nó nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là cái quả báo sát sanh này mà gây ở kiếp nạn. Nên Ấn Tổ ngày nói một câu nè: phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khởi tâm lành, chẳng chém giết mình. Ấn Tổ ngày nói thấy chưa? Nếu như mà không có tạo sát nghiệp, dù mình gặp giặc cướp đi chăng nữa, nó cũng khởi tâm lành, nó không giết mình luôn. Thì quý vị biết rằng là cái kiếp nạn nhân sinh này là do từ đâu? Sát nghiệp mà ra. Do sát nghiệp mà ra. Rồi thêm một cái việc là con người bây giờ khóa thai quá nhiều. Sinh viên đi học bây giờ khóa thai quá nhiều. Cái này là đại sát nè. Đại sát nè. Từ cái đại sát này mà nó chiêu cảm lâu ngày, nó thành đại kiếp nạn. Quý vị thấy mấy năm nay chưa? Dịch bệnh chưa? Nó dậy đầy luôn, quý vị thấy không? Làm cho lòng người bất an, con người bất an vô cùng. Làm ăn gì cũng khó khăn cả. Sống trong một cái cuộc sống mà cứ lo âu sợ hãi. Giữa con người gặp con người cũng sợ hãi, lo âu. Vậy coi, nó làm cho con người phải cách xa nhau. Tại vì khi mà cái con vật nó bị bệnh đau, quý vị đem nó, bị đem đốt nó đi, bị giết nó. Quý vị có nghĩa là cách ly nó, bị giết nó. Vì rõ ràng không? Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ đi. Mình đối xử với con vật như vậy, cuối cùng tới con người mình bị bệnh, mình phải chịu cảnh cách ly, đúng không? Mình chịu cảnh một khoảng thời gian bị dịch bệnh. Dịch bệnh một phát là đem đi cách ly, đúng không quý vị? Từ nơi đó thì rõ ràng cái nhân cái quả rất rõ ràng, 100% luôn. Nên ở trong ngôi Tam Bảo mình sống, nó vẫn là nghe được nhân quả, nó vẫn là mỗi ngày được nghe giảng thuyết. Từ nơi đó mà con người khi đến đây và con người ở trong đây, nó vẫn còn một cái đại gia đình thương yêu và đoàn kết với nhau. Vậy thì tất cả những con người tu ở đây có bị bệnh không quý vị? Có bị bệnh. Và những đức có bị bệnh hay không? Có bị bệnh. Nhưng những đức vẫn không bị cái quả báo là người ta đem những đức đi cách ly, mà người ta vẫn thương yêu lo lắng. Những đức thương yêu lo lắng cho người, người thương yêu lo lắng cho những đức. Từ nơi đó rõ ràng có qua có lại mới thỏi lòng nhau, hiểu không? Rất rõ ràng 100% luôn. Người tu hay người không tu gì, ai mà không bị bệnh, mang cái thân tứ đại này ai mà không bệnh. Nhưng mà cái người tu hành của mình tin sâu nhân quả, khi mình bị bệnh gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là những ngày tháng sống vẫn là tốt, không có bị ảnh hưởng gì cái tâm. Đây là 100% luôn đó. Con người chúng ta sợ nhất là bất an nè. Cái sợ nhất là bất an nè. Một ngày một đêm của mình mà ăn không ngon ngủ không yên rồi là sáng mình muốn bệnh rồi. Nên con người học Phật là con người phải rèn được mình một cái nội tâm an, phải tin sâu nhân quả đó. Cũng như ngày xưa mà cái gia đình chú Nguyễn Văn Công, mà cái đĩa ngày xưa mà cái chân voi mà cái chân giữa nó có cái lỗ. Trời ơi, ai mà coi cái đĩa đó mà cái lúc mà ăn cơm ăn cháo chứ ăn không nổi đâu, nuốt không vô đâu. Mà mình nói đúng là con người mình nó thúi không tưởng tượng được trời. Cái lúc bình thường gì chúng ta trao chuốt cái thân này,
Mà lúc mà bệnh đau rồi, trời ơi, con người mà nó thúi không tưởng tượng được quý vị ơi. Cái chân gì đâu mà nó bự, thiệt là bự, nó gấp khoảng 4 cái chân mình nhập lại. Mà nó sưng lên một cục to, thiệt là to. Mà trước giữa của nó có một cái lỗ bự bằng cái chén gì nè. Mà ngộ thai nó như vậy mà tại sao nó không xẹp? Mà nó bự như vậy, mà kỳ cục như vậy, mà gia đình này là đập đầu chó rồi giết gà, cắt cổ gà, một ngày là kiếm tiền có khi lời mấy chục triệu. Vậy mà khi bệnh đau là gia đình chết từ 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 từ, gặp bao nhiêu sự cố gia đình. Tới chú này là bị ung thư xương, là cái chân nó to lên như gọi là chân voi. Ở chân giữa nó có một cái lỗ bự bằng cái chén. Mỗi ngày hộ niệm là quý vị biết là chú Thanh Sơn, ông mang bao tay, ông moi ra thịt, moi ra gần chén. Mà moi ra xong là ngày sau nó sình, nó tiếp tục moi ra. Mà cứ moi ra hoài. Mà ở trong phòng hộ niệm mà nó thúi đến mức mà mình lông ốc luôn. Nó thúi đến mức lông ốc luôn mà. Vậy mà ban hộ niệm cho chú. Hộ niệm hình như gần một tháng chờ chịu thúi như vậy. Chính những đức vô hộ niệm nè. Chính những đức hộ niệm, những đức là người nhận cái ca đó chứ ai. Thì quý vị biết rằng là nó không tưởng tượng được cái nghiệp quả sát sanh mà nó chiêu cảm bệnh hoạn như vậy. Trời ơi, quý vị biết rằng mà khi hộ niệm cho chú nghe, mà khi mà phỏng vấn chú nói mấy câu, tôi khuyên các vị đừng nên làm nghề sát sanh. Nhà tôi nè, làm nghề sát sanh được nhiều tiền nè, mà cuối cùng chết tầm bậy tầm bạ, bệnh hoạn tới tôi là không còn một cắt bạc nào. Nhờ được đi vào trong chùa, được ở trong chùa cho ở, được hộ niệm cho tôi. Nếu như tôi mà không được ở trong chùa, tôi chết đi không biết có cái quan tài chôn hay không. Vì không còn một cắt bạc nào cả, rõ ràng tiền mắc tật mang. Cái nghề sát sanh này nó đáng sợ lắm mấy vị ơi. Khi quả báo nó đến rồi kinh khủng lắm, rõ ràng luôn. Ôi, khi mà chú vừa chết một cái, hay bị chết xong một cái nghe, là tự nhiên nó dịp xuống, nó còn da không nước, nó tràn ra. Tại vì cái lỗ của nó bự, thiệt là bự. Đây là người ta xác thực, người ta mỗi ngày người ta nhìn thấy mà. Chú Thanh Sơn ông ngồi mà ông móc thịt, ông hốt gì nè, ông cứ bư thịt ra ông hốt gì nè, hốt rồi bữa sau, buổi sáng là tiếp tục bư ra mà hốt. Thế bị nghe một cái mà mới bị thấy mà nút miếng luôn. Đúng không? Nó ra một chút mà nấu nồi cháo nữa. Có cái bà đó nói chào ô thầy ô, gia đình của con ăn mặn. Cái đợt đó bắt cái đĩa chú Nguyễn Văn Công, mà cái bữa đó nhầm ngay cái bữa mà nấu cái nào lẩu bò màu đen đen y gan thịt thúi đó nữa. Cứ mồi gào chồng con, ông nói mày tắt cho tao cái nồi nấu bò này, chắc không bao giờ ăn được một miếng nào luôn quá. Trời ơi, về thấy kinh khủng không? Nên từ đó cái nghiệp sát sanh đáng sợ lắm quý vị ơi. Nhiều gia đình đi biển này kia đâu. Nhiều gia đình đi biển này kia đâu. Nó chết kỳ cục lắm quý vị ơi. Nó rồi cái người phụ nữ mà khi mang thai á, mà làm cái nghề sát sanh đập đầu cá hoặc là giết cá này kia đâu, rõ ràng khi sanh con ra cặp mắt của đứa con nó buồn kỳ lắm quý vị ơi. Mà cái gia đạo làm tí có nhiều tiền mà không dư. Nói bây hổm có một cái cô mà ở miền ngoài quê thì những ăn mà đợt này cậu cũng có vô nè. Cô nói trời ơi, ba của con cũng giết chó, mà giết chó rồi thì mua chó sống rồi bán lại nè thầy. Ồ, gia đình của con tan nát hết trơn, và con là bị thần kinh bị nặng nề, rồi thêm cái nữa là tự nhiên rồi con không đi được gì nữa hết trơn, rồi cái miệng tự nhiên nó đớ cái miệng luôn, nó không nói được một cái gì cả, mà đi chạy chữa sạch tiền bạc mà không trị được gì cả. Có một vị thầy khi gặp con nói một câu á, nghiệp quả tự tạo thì chịu đi, chính cô tự giải quyết chuyện của cô. Mà con không nói được nhưng mà con nghe rõ ràng. Tự nhiên có một người tặng cho con một chiếc máy V52 của thầy giảng. Khi con cầm cái máy đó con nghe rồi, thì từ đó về sau con cắn thật, con niệm Phật. Con không niệm ra tiếng được, con cứ thầm thầm con niệm hoài. Vậy mà thầy coi bây giờ con nói chuyện được, mà rõ ràng cô nói chuyện được. Và khi mà con hiểu Phật pháp rồi, gia đình của con không còn làm nghề sát sanh nữa, mà chỉ đúng một cái vườn rau nho nhỏ thôi. Vậy mà một vườn rau mà kinh tế gia đình ổn định. Còn ngày xưa làm nghề sát sanh mà gia đình bệnh hoạn sạch nhất tiền, mà kinh tế gia đình vẫn không ổn định, mà người mắc mà không có tiền bạc gì luôn, mà bây giờ chỉ có đúng một cái vườn rau thôi. Vậy mà gia đình của con ổn định. Bây giờ cái chân con chạy xe đạp được, đi bán rau được luôn. Mà cái miệng bây giờ nói chuyện được, mà nói còn hơi chậm. Viết cho những đức một lá thư. Những đức đã từng đọc cho quý vị nghe giảng trên mạng.
Quý vị coi cái nghiệp sát sanh này đáng sợ lắm. Nên Ấn Tổ ngày nói trong gia đình nếu còn người ăn thịt thì đừng nên sát sanh trong nhà, mà nên mua thịt ở ngoài chợ đem về nhà ăn thì đỡ. Đừng có nên sát sanh trong nhà, vì sát sanh trong nhà là hội tụ quán quỷ vào trong nhà, làm cho gia đình mình lộn xộn lu bu. Quý vị ở dưới quê bị để ý đi, gia đình nào mà bằng chó bằng mèo mà ăn thịt rồi nhậu xong cái vợ chồng quýnh lộn quá trời luôn, nhậu xong là quýnh búp với nhau. Quý vị coi, tại vì sao cái sát sanh hại vật trong nhà? Khi mình á, mình tỉnh thì thôi, mà khi mà mình mà mệt mỏi rồi, nó khiến cho mình phải thấy vợ, thấy chồng, thấy con mình là mình căm hận, mình ghét. Cũng như một câu chuyện mà nhà Đức đã từng đọc qua, cái ông này chuyên làm nghề săn bắn, mà đi săn bắn tối ngày quý vị, mà săn bắn heo rừng, săn bắn con này con kia. Vậy đó mà cuối cùng bữa đó ông đi săn bắn về một con heo xong, ông mặn thịt con heo xong, ông ăn, ông nhậu xong quý vị. Tự nhiên nửa đêm ông nhìn đứa con ông là ông thấy rõ ràng là một con heo. Ông thấy đứa con là một con heo. Thì tự nhiên ông lôi đứa con ông ra, ông đâm vô cần cổ con ông chặt đầu con ông. Tại vì ông nghĩ nó là con heo. Ông nhìn đứa con là con heo. Bà vợ can cỡ nào can cũng không được luôn. Cuối cùng ông giết con ông xong cái ông nằm xuống ngủ tiếp tục. Sáng mở mắt ra tỉnh dậy kêu con ơi. Bà vợ nói con gì nữa mà con. Ông chặt đầu nó, ông giết nó chết queo mà con gì đâu mà con. Vì thấy cái nghề sát sanh kinh khủng chưa? Cái quả báo của sát sanh nó đáng sợ lắm. Nên tất cả những cái người mà nghe Phật pháp của chúng ta, thật sự mà nói cuộc đời chúng ta nó đã ăn thịt nhiều quá rồi. Bây giờ thôi chúng ta phát tâm ăn chay trường đi. Phật nói là tứ sanh phụ mẫu mà. Có nghĩa là tất cả những loài chúng sanh từng là cha là mẹ của mình. Bây giờ quý vị coi cha mẹ của mình không biết tu nè, vì mình mà cha mẹ mình tạo bao nhiêu nghiệp chướng để có tiền nuôi mình nè. Vì thì cha mẹ mình khi chết đi sẽ đọa làm súc sanh. Vì thì thay hình đổi xác, khi chúng ta làm người, chúng ta đâu có biết con vật này là cha mẹ mình, thì chúng ta lại ăn thịt con vật này. Nên trong nhà Phật mới nói câu là người chết làm dê, dê chết làm người. Ăn nuốt lẫn nhau cứ là như vậy. Cũng như có một cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu ở chùa Hoằng Pháp á, không? Vậy mà tới cái lúc mà cái ông này, cái nhân viên ông đến lúc, vậy mà ông đi ngang gia đình đó, gia đình nó đang làm con heo mà chuẩn bị mà cúng kiến ông bà vậy đó. Vậy mà ông đứng ông nhìn rõ ràng là cái con heo đó là một con người mà đang bị chói chuẩn bị giết. Vậy mà nó cảm được là cái ông đó với cái người này thấy và biết nhau. Ông chạy vô thì cái ông già đó nói rằng là đây là con cháu của tôi. Tôi ngày xưa tôi làm nghề giết heo sát sanh, mà bây giờ mỗi năm đám giỗ là tôi cứ đầu thai làm một con vật như vậy để cho con cháu tôi giết. Nó cứ giết hoài như vậy đó. Quý vị coi cái nghiệp quả sát sanh này đúng là ăn miếng trả miếng quý vị ơi. Nên cái kiếp nạn nhân sinh này là do cái nghiệp sát sanh mà ra. Thêm nữa là cái xã hội bây giờ là phá thai quá nhiều. Nên những đức nói rằng quý vị mà đi đến chùa nó lợi ích, dẫn con cháu theo được lợi ích. Vì sao? Vì con cháu mình nó nghe được định lực nhân quả, nó đỡ thối đa. Còn bây giờ phim ảnh, bây giờ cái sự vật chất phát triển, ăn uống thì nó có nhiều quá chắc. Nên từ nơi đó con mình nó vừa lớn lên có mười mấy tuổi là nó phát dục sớm. Từ nơi đó nó đi học, nó gặp nhau, nó yêu thương, nó tùy tiện yêu thương. Rồi nó mang thai, rồi người ta chỉ nó đi phá thai. Từ nơi đó mà có khi mình cấm cổ lo làm ăn kiếm tiền, mà con mình đi học thì đem tiền cho con đi học, mà con mình hư hỏng hết trơn. Nên từ đó mà quý vị biết rằng cái kiếp nạn nhân sinh này nó dễ đầy là do gì? Con người tạo nghiệp quá nặng nề, mà nhất là cái nghiệp sát sanh này, cái nghiệp phá thai này ghê lắm. Gọi là quán khí nó ngập chờ, quán khí ngập chờ. Nên chắc là mình cũng có cái nguyện lễ Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện. Hình như cái chiến này nó nặng hơn mấy cái chiến khác, không có đơn giản. Bây giờ như bữa đó những đức nói, bây giờ ai cũng khỏe hết trơn thì mình khỏe re. Ai cũng khỏe hết trơn thì ngồi trên chiếc thuyền bơ qua bên kia nó khỏe re. Còn bây giờ người thì khỏe bơ, mà 2, 3 người, 4, 5 người, 10 người, 20 người cứ là xìu xìu quấn ẩn lệ bơ không nổi, bệnh á, bơ không nổi, yếu xìu. Vậy thì quý vị gánh nguyên chiếc thuyền này quý vị bơ nó nặng không? Nó nặng chứ. Từ đó quý vị đã có một cái nguyện như vậy thì quý vị phải chịu nặng đạn chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Tại vì sao gánh nặng? Nếu ai cũng khỏe, ai cũng có phước chứ thì mình khỏe vô cùng. Nếu ai cũng không có phước, ai cũng bị bệnh đau, ai cũng yếu thì quý vị gánh nặng vô cùng. Nên từ nơi đó mà cái kiếp nạn nhân sinh này chỉ có nghe đạo thôi.
chỉ có nghe đạo thôi, chứ không phải sợ đâu. Không phải sợ, không phải chánh đâu, không phải vốn đâu, không phải lo khi gặp con người đâu. Cái này nó không giải quyết được vấn đề. Mà cái giải quyết vấn đề là ngay cái nội tâm con người chúng ta nè. Quý vị coi dịch bệnh dãy đầy luôn, vừa cho xã hội ổn định lên cái là quán xá sát sanh hại vật nó nổi lên, ung lên. Con người ăn nhậu tập trung ào. Bãi biển thôi tắm la lối sùm đúng không? Vậy thì kiếp nạn nhân sinh làm sao giải quyết được vấn đề? Con người vẫn là không tin về định lực nhân quả, hiểu không? Nó ai chết thì đem đi thiêu, đem đi chôn. Còn mình sống thì mình cứ sống tiếp tục tạo nghiệp nữa. Rồi tới mình thì kêu gào la lối. Cũng như có một câu chuyện mà những đức đọc á. Cái ông này là kỹ sư mà ông chế ra một cái máy mà sát sanh đặc biệt. Bây giờ quý vị coi cái sự sát sanh bây giờ nó càng ngày càng phát triển đúng không? Ngày xưa thí dụ như người ta giết một con trâu, con bò, người ta có một cái cây thiệt là to, người ta kéo nó vào cái cây đó, người ta xiết nó, cái đầu nó vô đó, người ta buộc cho chắc, xong người ta cầm cái búa, người ta quết. Quý vị cứ nghĩ rằng cái đầu của mình như vậy mà người ta cầm cái búa vậy nè, bung, cái bà kia bà nhăn mặt rồi. Ai đau chân cứ thẳng chân không sao nghe. Bung. Mình bung. Mình nghĩ đi. Quý vị hồi đó quý vị có thấy đập đầu trâu bò chưa? Chính những đức ngày xưa nè. Có khi mà đi qua bên nội đồ này kia bên bển mà khi đám dỗ cũng có giết mấy con nghé con này con kia đó thì cũng đập đầu. Thì kế phía trên đó có một cái nhà cái ông đó mà ổng cũng là đập đầu bò, đầu trâu. Khi mà khi quý vị biết rằng khi ổng chết là ổng kêu y ra con bò con trâu vậy đó. Nó rồi bây giờ người ta chế ra những cái máy mà sát sanh nó nhanh vô cùng như con gà, bỏ vô cái máy đi ra con gà. Con gà đang sống như bỏ vô đi ra lông lá gì sạch bóng hết trơn, cắt cổ được xong xuôi luôn. Có nghĩa là nó chế cái bộ máy gì đấy vậy. Thì cái ông kỹ sư này ông chế ra cái bộ máy mà giết con heo. Nghĩa là bỏ con heo vào một cái nha, là vừa bỏ vào trong vòng mấy phút ngắn ngủi thôi là nó ra cái sản phẩm xương ra xương, thịt ra thịt, đầu ra đầu, máu ra máu đầy đủ, lông ra lông, nó vị trí nào ra vị trí nấy hết. Nghĩa là ông kỹ sư này ông thông minh, nghe ông học, ông chế biến ra một cái bộ máy như vậy. Thì cái bữa đó đem bộ máy ra để mà giống như mà cho công chúng để mà người ta xem. Ông kỹ sư này ông giỏi, ông chế ra được cái bộ máy vậy đó quý vị. Thì thí nghiệm một con heo. Thí nghiệm một con heo. Thì bắt đầu là chuẩn bị cái máy này, bắt đầu là khai trương đầu tiên nha. Lạ thay là chính ông kỹ sư này đến để bấm bộ ra máy này. Vì máy này là chính ổng là thiết kế ra mà quý vị. Thì ổng vừa bấm cái máy ra để bỏ con heo vô. Ổng vừa bấm một phát thôi thì tức khắc nó có một cái sức hút gì lạ kỳ, không tưởng tượng được. Cái sức hút gì kỳ cục nó kéo ổng vào. Tự nhiên nó dính đồ ổng vào, nó hút ổng vào, nó một cái veo vào một cái là người ta kinh ngạc mà chạy lại mà để tắt liền, mà vừa chạy đến mà không kịp. Tại vì nó quá nhanh, dứt một phát một, đầu ra đầu, mình ra mình, xương ra xương của ổng. Nó ra từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn ra vị trí luôn. Nhân quả cấp thờ. Ghê chưa? Đây là câu chuyện đọc rõ ràng luôn đó quý vị. Nên tư nó đó quý vị thấy không? Tạo ra một cái bộ máy sát sanh trước nhất là giải quyết ông trước đó. Vì mà con người ta nhìn thấy đau lòng, khóc lóc, kêu gào. Nếu như là con heo đó mà bỏ vào thì con người người ta khi thành công bộ máy vỗ tay, giỏi quá đúng không? Vậy mà đem ông này bỏ vào thì con người ta khóc la thương tiếc. Con người mình đối với loài động vật chúng ta không có một cái sự công bằng, đúng không? Mình bệnh đau thì chăm sóc cho mình, còn khi con vật bệnh đau thì mình được xem nó như cái thứ rác rưởi. Thì quả báo sẽ đến với chúng ta như thế nào? Vì coi rõ ràng không? Nó giống như có một cái ông này, ông ăn uống mà ông ăn một cái cách mà tàn nhẫn. Ông mua một cái con rùa thiệt là to về. Ông mua một con rùa thiệt là to về. Quý vị biết rằng ông ăn con rùa này, con rùa thì nó sống rất là dai quý vị. Thì ông ăn con rùa bằng một cách là ông cắt một miếng mà. Ông cắt một miếng xong rồi ông lấy voi á, voi ăn chầu á, ông vét vào, chém vào ngay chỗ đó để mà cho đừng có chảy máu ra nghe. Thì tiếp tục là tới khi ông muốn ăn nữa, ông cắt thêm một khúc nữa ông ăn. Ăn xong lấy voi chầu ông thì làm tiếp tục như vậy. Mà ông ăn con rùa này, ông ăn từ từ đến cái đoạn cuối cùng để giải quyết con rùa này là ngay cái đầu. Ngay cái đầu. Thì còn cái khúc của cái đầu thì ông dứt cái đầu con rùa, cái nữa là ông ăn đó là hết. Xong con rùa.
Thì quý vị biết rằng khi cái ông này ông ăn như vậy đó quý vị, ông ăn tàn nhẫn như vậy đó, thì lạ thay là khi sau này ông mang một cái căn bệnh kỳ cục vô cùng. Có một lần thì ông đang ngủ như vậy bị một con chuột nó cắn vào ngay ngón chân ông. Con chuột cắn ngón chân là bình thường cắn cái thôi. Vậy mà lạ thay khi con chuột này cắn vào ngón chân ông cái là nó làm độc. Mà nó làm độc rồi cuối cùng đi lỡ bác sĩ nói phải tháo cái khớp chân của ông ra. Tháo khớp chân ra. Nếu không là nó sẽ lan ra, ông sống không nổi. Cuối cùng tháo một cái khớp dưới của ông là bàn chân ông bị tháo ra. Chưa yên, quý vị biết rằng một lần sau nó tự nhiên ông cho gà ăn, con gà nó mổ vô cái ngay cái bắp chân ở dưới ông nhẹ cái thôi. Vậy mà nó làm độc mà đi lỡ bác sĩ nói phải tháo thêm một cái khớp nữa là ngay chỗ đầu gối. Vậy mà ông cứ bị những cái chuyện lạ kỳ như vậy mà tháo từng khớp. Cuối cùng quý vị biết rằng là nó dứt ngang cái gọi là cái bắp đùi của ông thêm một phát nữa. Là tháo bao nhiêu lần khớp trong cơ thể của ông. Sự đau đớn nó không tưởng tượng được, mà tay chân ông dò cẳng ông nó cứ bị con này con kia cắn một cái là nó cứ tháo. Khi mà tự nhiên cua kẹp vô ngón tay cái tự nhiên cũng phải tháo cái khớp tay ra nữa. Nó lạ thay như vậy, có nghĩa là bác sĩ nói là một cái chuyện lạ trong cuộc đời của bác sĩ. Chưa từng thấy một con người kỳ cục như vậy. Thì quý vị biết rằng là cái sự sát sanh hại vật đáng sợ như vậy không? Nó nên ai đau chân cứ thẳng chân, cậu hai cái đau thẳng chân thoải mái làm sao đâu. Ngồi khi đau chân dữ lắm. Mà số lượng này bắt ghế cũng không được. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái nghiệp sát sanh này nó kinh khủng lắm. Mà khi nghe như vậy rồi quý vị mới thấy cái cảm giác mà mình mạng thịt chúng sanh là nó tạo một cái nghiệp chướng gì. Tại vì ai cũng thương nhất là thân mạng, con vật thương nhất là cái thân mạng của nó. Mà bây giờ mình sát hại cái thân mạng đó mình ăn. Đây là một mình tạo một cái nghiệp rất là lớn trong cuộc đời của mình. Có những người nói rằng là vật dưỡng nhân, không phải đâu quý vị à. Nên chân thật mà nghe đạo rồi tặc ăn chay trường đi. Những đức nói ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng gì đâu. Chùa mình mà quý vị coi mấy cô của mình có ai thiếu chất dinh dưỡng không? Bà nào bà nấy phì lũ không bị thiếu chất dinh dưỡng. Ôi ôi gái mà 75 65 đứa lùn nhất 55, lùn nhất nhỏ nhất là 55kg. Còn mấy thằng trai bên Bảo Tháp Nhân Đức nuôi á, hồi tối có mấy thằng nó lại trước mặt Nhân Đức đó. Mấy thằng nhỏ nhỏ đó. Quang 12 tuổi. 65kg. Thằng trai. Cái thằng kia 14 tuổi 85kg. Ăn chay đó chứ ăn có ăn thịt đâu. Mà nó mập, mập vô cùng mập luôn. Mà chính trong chùa mình bị thấy rõ ràng đó. Có mấy người ốm đâu. Quý thầy trong chùa mình người nào người nấy là có cái bụng không? Nhân Đức cũng nó bụng nè, ốm đâu ốm, 7 mấy ký ốm đâu, ăn chay nè. Ngày xưa Nhân Đức ngoài đời Nhân Đức chỉ có 50-60 ký à, mà bây giờ Nhân Đức đi tu á, Nhân Đức bây giờ là 70 mấy ký. Nó ăn chay chứ ăn gì, có uống miếng bia nào đâu, gì mà có bụng đàng hoàng á. Ngày xưa ngoài đời uống bia quá trời mà đâu có bụng đâu ha. Mà bây giờ đâu có uống bia gì đâu mà ăn chay mà có bụng đó, vậy thấy không? Nên ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng đâu, mà ăn chay nó trưởng dưỡng lòng từ, mà nó còn sanh ra phước báo nữa quý vị à. Đó, nên tất cả các ông mà nghe như vậy, các bà mà nghe như vậy, ai mà chưa ăn chay trường được thì tập ăn chay 1 tháng 4 ngày, rồi từ từ 1 tháng 10 ngày, rồi từ từ 1 tháng 15 ngày, rồi từ từ 1 tháng 20 ngày, rồi từ từ ăn trường chay. Đó, thấy không? Từ từ vậy đó, từ từ vậy đó. Nhưng mà phải phát cái nguyện nghe như Nhân Đức nè, là vừa nghe đạo một phát thôi là ăn chay luôn tới bây giờ là hơn 13 năm. Không có ngừng luôn là ăn luôn. Mà trong cái môi trường ngày xưa của Nhân Đức là thợ nấu, nấu đồ ăn mặn mà ăn chay trường luôn. Đã quyết tâm ăn chay là ăn chay luôn rồi. Dù bệnh đau ốm ho gì cũng ăn chay. Khi quý vị phát nguyện ăn chay, quý vị phải phát cái nguyện gì nè. Con đã phát nguyện ăn chay thì dù con có bệnh đau te tua bây giờ con cũng ăn chay. Thì tức khắc quý vị ăn chay trường được liền. Còn nếu như quý vị ăn chay mà còn lưỡng lự, vừa ăn nó mới mang bệnh là kỳ cục vậy đó. Bệnh này bệnh kia, cái người này người kia xung quanh nói mày ăn chay đi, mày ăn với còn mày chết, mày ăn với mày không làm ăn cái gì được hết trơn, còn mày chết cho mày thấy. Nhưng mà cái lúc quý vị vừa phát tâm làm một điều thiện, đó là nghiệp chướng nó đang xả ra. Nó đang đổ cái nghiệp chướng ra. Có nghĩa là nó đang hóa giải nghiệp chướng. Nó đang khảo đạo quý vị coi cái tâm quyết mình sao. Hết hồn chưa? Nó thấy chưa, có giọng rồi, có âm rồi đó, thấy chưa sao
chưa có âm mà thấy chưa. Thấy không? Nó hưng hứng lên rồi đó, thấy chưa? Có tông á. Hồi nãy mới lên, kêu Nhuận Phát hồi niệm dừng đi. Tại vì sao? Vì cái âm niệm của Nhuận Phát nó nhẹ thấp, bởi vì thấp á, nên những đức mà đưa vào một cái là thì không nổi. Cái giọng ông thấp, giọng mình cao, hiểu không? Mình kêu ông niệm dừng đi, tên niệm bổn sư đưa cho tôi thì mình biết cái tiếng của mình nha. Mình biết cái cổ mình nó đang bị khè nó, nên mình vô mình niệm bổn sư một mình niệm cho nó chắc vậy mà còn nghe khò khè, đúng không? Nó vậy mà bây giờ cái tiếng nó trong lên, mọi người thấy lạ chưa? Lạ vô cùng. Hồi đó giờ khang tiếng lên nói chuyện hết à. Khi la sùng nói chung cần cổ trống lỏng luôn, không còn gì cản trở được nữa chứ. Ở bên kia hồi nãy tự nhiên đàm nó ngay cần cổ khạc 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 kỳ cục nha. Vậy mà qua nói chuyện chút đàm mất tiêu, hay chưa? Tại vì sao khuyên người ta ăn chay? Khuyên người ta ăn chay thì bao nhiêu con vật nó kéo đàm xuống. Không. Đó. Thế vậy em viên người ta mận đi là đã giờ nói hết nổi rồi đó, chứ không có giỡn đâu. Trời ơi, kiểu mà qua tới giờ mà quý vị nghĩ, quý vị thấy những đức la kinh khủng chưa? Mà thật sự quý vị thấy ông thầy này nhiệt tình thiệt luôn á, thầy chịu dơ thiệt luôn đó. Đúng là cái tông con người chịu dơ từ ngoài đời tới vô chùa. Nghĩa là ngày xưa mà trước khi đi, mà gọi là đi tu, mình nói thôi với cái năm nay đi tu, thôi năm nay đi chơi một chuyến, đi xuống Hà Tiên chơi một chuyến, cái trận đó trời ơi nhậu xỉn đi vô nhà vệ sinh ngủ. Mà nó xấu kinh khủng thì đi vô nhà vệ sinh ngủ cởi cái quần không hay. Nó kinh khủng như vậy đó. Cái năm đó thôi đi xuống nhà đi xuống dưới Hà Tiên á, nhậu xong á có cái lo nhỏ nhỏ bật lên á, mà cái lo nó bắt nhạc ráp á, nhạc xình mà lộn mèo nhậu xỉn chút vô nhà vệ sinh ngủ, nào cởi cái quần không hay. Mấy ông bạn nó vô nó chào chào ơi, hiện mày ngủ mày nhậu mày xỉn mà mày vô đây mày cởi quần chằn chuồng vô đây. Trời, nó kinh khủng như vậy đấy. Vì một con người như vậy, một con người như vậy mà bây giờ học Phật mà nhiều người ngồi nghe vậy, trời trời nó lạ thiệt á nha. Đúng là rõ ràng người ta nghe là nghe, chứ đâu phải giấu giếm cái gì đâu. Chợ sai thì sai, nhưng mà mình sửa sai là người ta nghe là nghe à. Cái quý á, là trong nhà Phật nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Có người sai là sai chứ, quý vị khỏi cần nói là tôi giấu che gì chứ. Quý vị chăng thật sửa đi, quý vị có sai cái gì người ta cũng thông cảm hết chứ. Nên con người ai mà không sai, đúng không? Nên cái người học Phật là ai cũng có cơ hội để sửa sai. Chúng ta nghe Phật pháp là chúng ta có cơ hội để sửa sai. Con người phàm phu ai mà không sai? Ai mà không ích kỷ, ai mà không nhỏ mọn, ai mà không tham lam, ai mà không chỉ biết mình mà không biết người khác. Con người mình đã là như vậy mà. Như vậy thì bây giờ mình học Phật mình sửa từ từ, sửa lại. Rồi vợ chồng học Phật thì vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận. Hòa thuận vẫn là vui. Dù nghèo mà hòa thuận vẫn là vui, hơn có tiền mà không hòa thuận. Nên trong chùa của mình sống đơn giản thôi quý vị, nhưng mà ai cũng sống vui lắm. Nhiệt tình hết mình. Cái chuyến này những đức lễ dí Quan Âm và những đức sắp xếp mà hai bên chùa tu kịch liệt. Cái này đúng là tu tới cùng luôn. Hồi tối mình lễ bên kia, bên đây cũng lễ quá trời bên đây luôn. Bật âm thanh bên đây cả chùa lại 500 danh hiệu bên đây nè. Xong bên kia lại xong rồi lại ăn uống xong cũng gần 12 giờ khuya, nó giỡn đâu. Nguyên một cái tổ chức bên kia là xong rồi đó. Bên kia là xong rồi đó. Là bây giờ bên kia là mỗi ngày 450 người bên kia là bên kia tự nấu ăn. Chúng chùa mình bây giờ là tổng cộng là mấy vị trí này hết là hơn 700 người hiện tại đang trong chùa ở. Bên đây là hơn 300 người. Ở bên Đại Tùng Lâm bữa nay cũng hơn 300 người. Bảo Tháp 120 người. Đi tổng cộng đi 700 mấy chục người đó quý vị. Từ nơi đó mà cái số lượng con người này thì quý vị biết rằng nguyên một cái mùa dịch vậy mà vẫn bình thường, ổn định sống luôn. Gạo vẫn là một kho gạo luôn. Quý vị coi xuống đó, nguyên một kho gạo kìa. Ăn không hết. Thế lạ không? Cái này quý vị thấy cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Cái công đức ăn chay, cái công đức niệm Phật, cái công đức phóng sanh, cái công đức mà niệm niệm gì người, thù thắng lắm quý vị ơi. Bởi vì mình tu mình tập lại đi, mình tập lại đi. Có khi mình có vài lít gạo mình chia cho người ta 1 lít ăn đi, không có thiếu đâu. Phật nói càng bố thí càng nhiều.
Chính những đức trong đạo thấy rõ ràng nè, càng bố thí càng nhiều. Dù là người ta về ao như vậy mà lo nhiệt tình thì đừng có suy nghĩ gì chứ á. Cứ lo hết lòng hết dạ đi, người ta tu được là mình mừng rồi. Những đức cũng mong sao mình có sức khỏe tiếp quý vị tới cùng luôn, tiếp quý vị tới bến Ninh Kiều luôn. Để coi á, phải là tới cùng không? Ôi, chặng nào cũng xuất hiện mà. Nó làm tùng nóng quá trời luôn mà, phải không? Ôi, hồi tối mà lễ mà tự nhiên mình có cái chiêu lễ đặc biệt quý vị. Thấy không? Nó đổi tông á, lâu lâu á. Nhất tâm đánh lễ mà. Có nhiều cô nói trời ông thầy gần chết, ông thầy kỳ cục quá. Cả chú Tâm Nhiên luôn. Ông về ông nói: "Ồ, trời ơi, sao bữa nay cái tiếng của thầy nó kỳ cục quá. Ở dưới mà hết hồn thì ghê luôn. Tự nhiên sao mà thầy niệm gì đâu mà cuối cùng mà cái tiếng của thầy tưởng đâu đứt hờ không? Đâu đứt hờ. Mình nói cho bộ hết. Cái tiếng này nè mà nó thu hút đó quý vị. Lâu lâu nó đổi tông ấy, phải không? Lâu lâu nó đổi tông, ví dụ như giờ bình thường nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều a bình thường đúng không? Bây giờ mình đổi lại chút xíu, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều a. Đúng không? Đổi tông lại. Nên từ nó làm cho con vui người ta, nó tự nhiên nó hưng khởi lạ chút xíu, hiểu không? Nó ôi, có những câu mà nó thay đổi, như hôm qua những đức lễ là những đức thay đổi tông hoài đó. Nó làm cho người ta cái hội chúng qua nó hừng hực lên vậy đó. Nó rồi ôi, nó lễ từ đầu tới cuối mà nó lễ kinh khủng luôn mà. Nó lễ mà xong mà đi từ đó mà đi về tới nhà ăn. Cuối cùng thấy nó đi đông quá sẹt vô cái hàng bông giấy, đi lủi lủi gì bên kia bệnh. Lúc lễ xong đi ra đi ghê lắm nghe. Có nhiều bà chạy theo: "Thầy số 1, thầy ghê quá. Âm vọng thầy hay quá, thầy khỏe quá." Nó, tôi chưa chắc khỏe đâu. Không lẽ giờ tôi lết về. Không lẽ giờ tôi lết về kỳ quá. Tôi gắng cố gắng đó. Ồ, thầy lễ xong rồi con thấy thầy đi dõng dạc ghê. Không lẽ đi sao bây giờ trời. Tôi gắng đó. Không lẽ bây giờ tôi đi lết cái chân, một cái chân đi một cái chân lết là nó mất cỡ chết mồ luôn. Nên là tôi gắng cố gắng đó. Bây giờ phòng còn xa, bây giờ tranh thủ về nhà. Tránh ra cho tôi đi coi. Vừa đi về tới cái phòng lột y đồ ra, ít ngang cái ghế một phát, 15 phút sau đứng lên tự nhiên đi sửa tướng. Ôi ôi, đúng là cái người tu mình Phật cũng sắp xếp lạ ghê á. Cái lúc mà trước mặt bao nhiêu con người đi ghê lắm nghe. Cái bà kêu chạy theo, nó công nhận thầy số 1, thầy công nhận lễ xong à. Ủa thì đi về đâu mà giống dạng ghê luôn, thầy khỏe quá. Nói trong bụng mà nó chưa chắc đâu. Tôi biết mà, gắng cố gắng, tôi đi phải về tới phòng thôi. Mấy chú kia nói: "Thầy lên xe đi." Nó không, không lên xe. Giờ đi thôi chứ lên xe làm chi. Mấy chú nói: "Không, đi mệt lắm không? Nó phải thao tác. Hồi nãy tới giờ lễ dữ quá mà lên mà ngồi liền có chừng nó cúm luôn. Nên bây giờ phải đi bộ về." Đi bộ về đúng, rõ ràng đi về tới phòng vừa nằm xuống một phát quý vị. Vừa nằm xuống một cái là hai cái chân cứ ngắt liền. Đứng lên đi tự nhiên y gan đàn bà có bầu. Đi chỗ mắc cừ muốn chết luôn mà nhờ không ai thấy luôn. Chỗ đó không ai thấy chứ. Mà mình chuẩn bị sẵn nghe, mình chạy chiếc xe qua mình đậu ngay cái phòng mình luôn. Mọi bữa mình đậu tuốt bên nhà ăn bên kia, mình biết bữa nay mình lễ xong thế nào mình cũng đi hai hàng. Nên mình đậu chiếc xe ngay chân cái phòng luôn, có gì mình đi hai hàng mình cũng bước ra nó dễ hơn. Mình tính trước, cuối cùng nó thiệt là như vậy luôn. Ôi ôi, quý vị biết rằng đúng là không đơn giản chút nào. Mà năm nay nó lạ là hai cái đầu gối nè, nó lột hai miếng da. Hồi nãy như Đức nói chú Tâm Nhiên, như Đức nói đem cái miếng da này xuống dưới, kêu con Liên Nhẫn á, nó làm cho những Đức cái món là giò chiên giòn giùm những Đức. Cái miếng da nó bự chà bá vậy nè, nó lột tại cái đầu gối của mình là cái miếng da nó dày sẵn, đầu gối mình từ xưa giờ là da nó dày đó quý vị. Mà khi nó lột là nó chơi một mảng ự vậy nè. Như Đức nói cắt miếng da này đem dưới làm món giò chiên giòn đem lên cho tôi. Rồi nặng mấy cái nước vàng này nè, pha với cà phê đen đem lên cho tôi. Vớt một cái thử coi sao. Của mình chơi của mình luôn chứ sợ gì. Vậy coi á. Cái lúc mà nó rét, cái lúc mà lễ xuống một cái mà nước xèo 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 ra nghe. Lúc đó mình nói xèo đi.
xèo đi, bây giờ mày có chạy được chờ mà chạy cũng không khỏi chỗ này, mày đau đi. Ách ách, lúc đó mà lễ nghe, trời ơi, quỳ xuống ách ách mà nói đau cho mày đau luôn thử rồi. Cuối cùng mày sao? Trời ơi, chảy nước chứ chút hết nước cũng còn nước đâu chảy. Đúng là chơi ghê thiệt chứ, 500 danh hiệu mà xong mà. Ôi ơi, xong rồi mà bước ra nó khỏe thấy ghê lắm nghe. Mừng á, mừng đấy, vì tới Hải Triều Âm là sắp sửa tới rồi kìa, sắp tới rồi kìa. Lúc đó là gần cuối cùng mà tới Hải Triều Âm là nó sung ghê lắm nghe. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Mấy bà nói con nhận thầy khỏe ghê chứ trời. Nói trời, tôi gần xong tôi làm gì đó, chứ gặp mà giờ này mà còn chăm lại nó chắc tôi chắc, nghĩa là tới cái câu Hải Triều Âm mà còn chăm lại đó thì Như Đức nó bảo đảm quý vị luôn, Như Đức sẽ niệm gì nè. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Hồi tối á, có hai ba chú mà ông bao xung quanh Như Đức ông lễ, thì ông niệm thấy ghê trời. Mà tối biết có mấy ông niệm dữ lắm, từ đầu tới cuối luôn, nhờ vậy cũng hỗ trợ tinh thần mình á. Như Đức nói tối hôm nay á, là cái trận cuối cùng để sắp xếp cho mấy cô mấy chú chùa mình á, cho họ tổng kết một bữa. Nó một bên là nam, một bên là nữ. Trời ơi, nữ nam mà nó gần với nhau nó lễ, nó không có đơn giản đâu. Ngày xưa quý vị biết gần trên Đà Lạt á, mà nam nữ trong chùa đông đó quý vị, mỗi lần mà đổ bê tông mà muốn đổ cả đêm á, là những đứa chọn chừng mười mấy cô đứng pha cà phê. Bên kia đẩy mỗi ngày có những chú yếu xìu, đâu có đẩy xe gùa nổi đâu, không đẩy xe gùa nổi luôn. Vậy mà đưa mười mấy cô pha cà phê đứng đó, anh cầm cái xe gùa anh đẩy, anh lắc anh đẩy. Nhưng Đức nói yếu quá, nghỉ đi. Nói con không yếu đâu thầy ơi, không yếu. Nên tối đêm nay là cái trận kết thúc này, Nhưng Đức cho nam một bên, nữ một bên nghe. Bắt đầu đố mà tên nào mà dám chạy. Bên đây la, bên kia hét, trời ơi, hai bên nó đối thoại qua lại nhau á, mà ngộ lắm nghe. Giữa nam với nữ làm như cái hơi đực, cái hơi cái, nó gần gũi, nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Tu thì tu vậy cho nó ghê lắm. Nó có nghĩa là phải thấy cái thế gian này nó lạ lắm, mình phải biết dùng phương pháp để mà cho người ta tu lâu dài á. Ồ, hay lắm á. Thử đi chùa này mà không có một cô nào thử đi chùa này tu nổi không? Không có làm gì được chứ nghe. Mà ngộ thay mà phải có nữ. Đúng là ông chờ ông sanh ra có nam nữ trong cái cuộc đời này. Nếu cái nơi nào mà hoàn toàn nam mà không có nữ là cái nơi đó giống như gọi là cây mà thiếu nước vậy đó. Còn cái nơi nào mà có nữ mà không có nam thì giống như nước mà không có cây. Thì nghĩ thì sao? Khổ chưa? Nên từ nơi đó mà chùa mình có nam có nữ. Thì thấy không, có nam có nữ đi ngang á, có khi mà tự nhiên á, có những đức thì không có dám đâu, nhưng mà không có những đức có khi đi xuống dưới đó cái gặp cho miếng bánh coi, cho miếng bánh coi, có cơm nước gì không, có cơm nước gì không, cái mấy cô nói có sao không có, ấy gọi mà không có làm được gì chứ, nó mà tu thôi mà phải có nam có nữ gì đó quý vị. À, ở đây là toàn là cư sĩ không à, mà tu quanh năm suốt tháng không đi về gì hết trơn. Nó mà vậy thôi. Nó hoặc là lâu lâu đi ngang gặp nhau cái A Di Đà Phật. Vậy thôi mà sống được, thấy không? Mà gặp mà không có một cái khác khoái gì hết trơn á, gặp nhau đực đực không à. A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm A Di Đà Phật với phái nữ là khác nha, gặp phái nữ niệm A Di Đà Phật là khác, gặp phái nam niệm là khác. Nam nam gặp nhau A Di Đà Phật. Chào nha. Vậy mà gặp phái nữ thì A Di Đà Phật. Thấy chưa? Khác thấy chưa? Vậy thôi đó, vậy đó mà tu được đó, thấy chưa? Nó lên từ đó, nó đúng là ông chờ ông sanh có đực phải có cái. Có cái phải có đực. Quý vị thấy, quý vị coi phim Tài Thiên, quý vị thấy cái đất nước tu nữ nó khổ chưa? Cái đất nước tu nữ quý vị thấy nó khổ chưa? Dù là làm vua một đất nước, quân vương gọi là một người nữ, vậy mà gặp mà đường tăng bắt vớ, rồi tam tạng xe tăng đồ này kia, vậy mà cỡ bắt vớ, vậy mà đến nước tu nữ vẫn là bốc hàng. Cỡ bắt vớ vậy mà cũng bao nhiêu phái nữ đu đeo theo bắt vớ, ghê chưa? Cỡ bắt vớ đó nghe quý vị, thì quý vị biết được cái đất nước mà không có người đàn ông thì nó khổ cỡ nào chưa. Mà cái đất nước mà không có đàn ông là dễ bị ăn hiếp nữa chứ. Nên người xưa ta nói rằng
Nhà mà không có đàn ông cũng như là thiếu cây cột cái. Trời trời, nhà mà không có cây cột cái thì nhà này sao mà tồn tại, thấy không? Nó tự nhiên nhà mà chỉ có cái hơ đàn ông thôi mà tự nhiên chuột mèo nó cũng không dám bò đến. À, lạ lắm. Còn nhà mà thiếu đàn ông là chuột mèo bò đến á. Quý vị biết chuột mèo nào rồi đó. Biết. Hiểu không? À, chuột mèo bò đến là quý vị biết rồi đó, đúng không? Ồ, xưa dưới quê mà mấy ông mà cái kiểu mà mấy ông ấp, mấy ông xã đâu á, nhà nào mà đàn bà giá là mấy giả ưa đi vòng vòng khu vực nhà hỏi: ủa anh ba đi đâu vậy anh ba? Tôi mà đi kiểm tra mấy khu vực này dữ lắm. Khu vực này đi kiểm tra gì anh ba? Khám điện thổ. Từ đâu đó quý vị thấy không? Nên nhà phải có đàn ông. Giống như bây giờ những đức ở trong chùa, hiện tại những đức ở đây ăn cơm đủ đây là im re. Vậy mà những đức qua bên kia có khi bên đây nói chuyện vài câu, lạ vậy đó. Nó nên phải có người đàn ông ở trong gia đình. Nên quý vị thấy một cái gia đình mà có người đàn ông nghe đạo, biết tu hành, có trách nhiệm trong gia đình thì gia đình này đặc biệt lắm. Còn nếu mà một người đàn ông mà không nghe đạo, không biết tu hành mà bê tha thì gia đình này cũng lu bu lộn xộn lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nghe đạo, cái quan trọng là tu nhân tích đức, đối nhân xử thế giữa con người đến với con người với nhau. Giàu nghèo là số phận, còn cái đạo đức con người đến với con người là quan trọng quý vị. Nên đi về đây thì cả đại chúng trong chùa cũng hết lòng nhiệt tình để mà sắp xếp lo lắng cho hàng Phật tử về đây tu. Mình cũng hết lòng hết dạ. Miễn sao quý vị về đây mà vui. Chuyến này về đây thì chúng ta chặt chội một chút, nhà ăn nó chặt. Nhưng mà lần sau díu Quan Âm là quý vị đã có một cái nhà ăn mới rồi. Nhà ăn mới là xong hoàn toàn hết trơn. Cái díu Quan Âm lần sau có thể xong một dãy nhà nữa đó. Thì trong một năm nay xây 6-7 dãy nhà ở đây đó, thì trong một năm nay mà sẽ cố gắng làm là sẽ có nhiều dãy nhà xong á. Nó cái nhà ăn đó là quý vị nhìn vậy chứ nó còn có chừng 2 tháng nữa xong rồi đó. Nhà ăn đó đó. Nó bữa nay hình như là ngày nay mai gì là đổ tấm rồi đó. Lên một lầu nữa mà cái nhà ăn đó lớn dữ lắm á. Nên là mai mốt về ngày chủ nhật hay cộng tu rồi là quý vị ngồi trong nhà ăn đủ đàng hoàng, mát mẻ sạch sẽ, nhà ăn lớn đàng hoàng. Sửa nhà bếp là hết hoàn toàn vị trí đâu vào đó hết. Trong vòng một năm, hơn một năm là chùa chúng ta hoàn tất về chương trình xây dựng. Là tất cả vị trí nhà và phòng hộ niệm làm lại hết hoàn toàn. Có một cái cô mà cô cúng hoàn toàn, cô cúng gạch hết. Đúng là làm việc Phật Pháp là có người đưa đến liền, thấy không? Gạch cô cúng hết, hình như cái cô này cổ là công ty gạch sao mình không biết, không có hỏi. Chắc là công ty gạch quá. Cô đem nguyên cái vàng mẫu gạch đến mười mấy mẫu. Nó kêu nó thầy lựa đi, thầy lựa cái loại gạch nào mình thầy chọn mẫu nào thì cứ chọn thoải mái. Xây bao nhiêu cúng bao nhiêu, xây bao nhiêu dãy nhà thì cúng hết bao nhiêu dãy nhà, thầy muốn lót bao nhiêu đó thầy lót. Lót cột, lót kèo, lót lóc nhà thầy lót hết đi cũng được, được cúng hết chứ. Còn phái cúng ở đây lắm. Nó thầy cứ chọn đi. Mà bà mua bà đem gạch là gạch miếng nào bên nấy, nó bự quá trời luôn. Hồi xưa vậy Đức mới thấy cái miếng gạch gì nó bự thế ghê trời. Miếng gạch giác cũng không nổi, giác không nổi chứ. Gạch giác không nổi đâu, bự dữ lắm. Nó đâu gần 4 cái cục gạch này nó nhập lại thành miếng gạch vậy đó. Nó mới đem gạch lại mình chọn xong nó nói công nhận thầy nhìn gạch cũng được quá. Thầy trong chùa không ít đi đâu mà thầy chọn mấy cái gạch đặc biệt không. Trời mấy cái gạch này là mấy gạch mắc nhất đó thầy. Nói tôi thì không biết gạch nhưng mà tôi biết gạch nó đẹp. Chứ biết gạch thì nó xịn. Thôi kệ đi, cô đã phát tâm cô cúng vậy thì cúng cho nó xịn luôn đi. Lâu dài biết không. Nên từ nơi đó chọn hết trơn, cô cúng gạch hoàn toàn. Cái lượng gạch cô cúng nhiều tiền lắm chứ không có giỡn đâu quý vị. 7 dãy nhà quý vị nghĩ đi. Lót luôn cột mà. Kệ có người ta cúng mà lót luôn. Dự định là không có lót tường. Nhưng mà thôi cô cúng là lót tường luôn. Cô có phước cho nó viên mãn đúng không? Nên từ nơi đó lót hết. Nên từ nơi đó mà sau này quý vị về đây là chúng ta có một số vị nhà ở đó. Phật tử về đây cộng tu các cụ về ở là có nhà ở. Nhà ở rộng rãi hết, xây 2 tầng hết luôn đó quý vị. Nên nguyện tam bảo gia hộ cho nhiều người chúng ta nghe đạo, tu hành sống an vui tự tại trong mỗi một gia đình. Giàu nghèo gì đó là số phận, nhưng
sống mà có niềm vui là có ý nghĩa trong cuộc đời quý vị. Như nãy giờ nghe nói chuyện mà cười nhiều vậy là cũng thấy được rồi đó. Nói không? Cười là thấy được quý vị. Nhưng chứ thật sự mà nói gặp nhau mà gặp nhau một cái mà là rồi xong là chúng ta buông chén cơm xuống chúng ta đi về, không nói vòng vo chứ. Cái kiểu là mình đi đến nhà ai mà người ta gặp mình mà người ta vừa gặp mình cái mà đi quách ra sau hè. Nó thôi chào gia đình tôi về. Tính ở đây ở 3 ngày mà thôi. Cái nhà này nó kỳ cục quá, mới bước vô không biết làm gì mà kỳ cục. Vừa bước vô vừa gặp mặt mình cái vừa nhìn mình cái quay lại. Đi vô mất tiêu, không chào hỏi tiếng nào chứ ở đây làm gì, thôi đi về. Thấy không? Bây giờ chúng ta đi đến đây mấy ngày nay chúng ta cười quá trời rồi quý vị. Dù là nằm ở dưới gạch đồ ngủ không có mền gói không có chiếu nhưng mà cười, cười là ngon rồi đó. Còn khi niệm ấm chăn im mà không có nụ cười nữa. Khi ở nhà biệt thự đồ không có nụ cười nữa chứ. Còn đi đến đây mà cứ không? Thấy chưa? Ai cũng cười hết trơn á. Mà một nụ cười một 10 thang thuốc bổ mà ai cũng cười hết thì bổ biết bao nhiêu. Nên tại sao mấy ngày nay đi đến đây mà cái bữa trước mới vô mà thấy mấy cô này con thấy mặt này là nhớ hết trơn nha. Mà bữa nay mặt khác á. Mặt khác á. Đẹp á. Dữ nè. Đúng là mình người tu mình không dùng câu đẹp nhưng mà thôi mình dùng cái câu phổ thông đi cho nó dễ hiểu. Hảo tướng hảo gì thôi đẹp đại đi. Đúng không? Đẹp á, thấy đẹp á. Mấy ngày nay lễ Quan Âm đúng là nó ốm nhưng mà thấy mặt ai cũng tròn trịa đó, được á. Thấy chưa? Không cần trang điểm, không cần trang điểm gì hết. Không chảy đầu luôn. Ở đây đâu có mặt kiến đâu mà thường chảy đầu làm gì. Mà chảy đầu chứ ai nhìn, Phật thì không có cần nhìn ơi. Đúng không? Vậy mà mặt tròn, đẹp. Cái bữa mới vô thấy, mặt mày mới vô thấy. Vậy mà bữa nay thấy cái mồi. Đến có mấy bữa thôi mà tự nhiên thấy mấy bữa thôi mà thấy mặt nồng nồng anh thấy nghe. Thấy tự nhiên ú lên rồi, thấy chưa? Tại sao ú? Tại cười nhiều mà ú. Ngoài đời nó đâu có cười đâu ú. Vì coi ngoài đời tối ngày mà kiểu nấu ăn chăm con mà cái mặt cứ gì nè. Thì nó nhọn ra. Còn bây giờ vô đây cười hoài thì sao? Chứ sao? Nên mấy ngày thôi ú thấy chưa. Tối đêm nay mà lễ xong 500 danh hiệu nghe. Ngày mai đi về chồng nó vừa gặp nó. Ôi trời ơi. Đi mấy ngày về đẹp ha. Thấy chưa? Vô chùa tu mọc mọc đẹp gì là ngon rồi đúng không? Nó. Bữa đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ Bồ Tát ơi. Con đi tu chứ này về thầy khen cái mặt đẹp rồi. Mà Bồ Tát gia hộ cho cái chân này đừng có đi lết lết. Lễ xong mà cái chân này đi giống dạc luôn thì về chồng con nó phái lắm. Chứ ngoài ra mà con mà về mỗi kiểu mà mặt thì đẹp mà cái chân đi sẽ cầu que. Đi hai hàng với thầy Nhân Đức thôi để thầy Đức chịu đi. Có gì ổng ở trong chùa không mà ổng có gặp ai nhiều. Thì thôi để ông chịu đi còn cho con không đi giỏng giả con về. Lần sau con đi tu nữa chồng con nó cho. Chứ ngoài ra mà chuyến này con đi về mà chân cẳng của con mà đi cà lết về mà nó nói mai mốt mà đi lại là chết chứ tao. Nó không cho đi. Thấy không? Nên từ nó nguyện Bồ Tát giang hộ hết trơn á, biết không? Bồ Tát giang hộ hết trơn á. Mấy ngày nay cười mà thấy mặt giống Bồ Tát rồi đó. Thấy chưa? Cười quá trời cười luôn mà. Mà rõ ràng 100% mấy cô nói vậy cho mấy bà một chút, mấy bà vô phải soi gương cho mà thấy. Trời ơi mấy bà này ngộ lắm. Mà khen đẹp một cái là đi vô soi gương rồi. Bắt đầu mấy bà vô mới làm nè. Thấy chưa? Tao với liền kìa đó. Cái đầu sau soi gương xong cái tự nói với mình thấy cũng đẹp thiệt ha. Thấy. Bây giờ tại vì vui á, hiểu không? Mà ngồi ăn gốc cây, ngồi băng ghế, ngồi ngoài nắng vậy mà vẫn vui. Đúng là cái niềm vui là từ nhân sinh con người. Đúng là nghĩ nói mà sao nó nói không nghĩ được. Mày thấy không? Thôi mình cười nhiều thôi nghĩ nghe vậy. Hai giờ đầu rồi. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị nha. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả
đệ tử và chúng sanh động sanh về tịnh độ. Toàn thể đại chúng chúng ta vừa nghe pháp niệm Phật lễ Phật xong, giờ này chúng ta làm lễ phóng sanh. Quý vị về chùa mỗi ngày tu rất là xứng đáng, vừa với khả năng mình, và tu có niềm vui. Cái quan trọng là về đây 3 ngày chúng ta được nghe pháp và được làm lễ phóng sanh, tính ra được 9 buổi, và lại Quan Âm được 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện nhờ cái công đức này hồi hướng mà gia đạo bình an, mọi người sống hòa thuận và con cháu ngoan ngoãn, sống với nhau tốt đẹp hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, của tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi đều được thừa hưởng những công đức này, và hồi hướng cầu siêu cho họ và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này, và tất cả những người chết trong cái trận dịch Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những cái công đức này. Cái công đức khi chúng ta hồi hướng cầu an hoặc cầu siêu có thể siêu vượt thời gian, bất cứ ở nơi nào, dù ở đâu, khi chúng ta mang một cái tâm hồi hướng, chúng sanh đều được hưởng nhờ cái công đức này. Và tất cả chúng sanh khi mắt chưa siêu thoát, nghe được bổ nguyện của Di Đà nên phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, cũng như những con chim này cũng do mang cái nghiệp từ tham sân si. Nếu mang một cái tâm sân si nặng nề khi còn sống, khi chết đi thì sẽ đọa thẳng vào trong địa ngục. Còn nếu mang một cái tâm tham lam nặng nề là nhân, nhất định khi bỏ báo thân sẽ đọa thẳng vào loài ngạ quỷ. Còn nếu như ngu si không biết chánh tà thì khi chết đi sẽ đọa vào làm loài súc sanh. Hôm nay tất cả những con chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và được hàng Phật tử bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Chúng ta bỏ tiền vào để mà mua các con chim này phóng sanh, đó là tài thí. Sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ. Chúng ta quy y niệm Phật những con chim này nghe, đó là pháp thí. Sanh ở nơi nào chúng ta cũng có được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những con chim này bay đi, đó là tu hành vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.